Bạn có biết với AI, trí tuệ thông minh nhân tạo, bây giờ bạn có thể viết được 10 status bán hàng trong 1 phút, vẽ được một bức ảnh quảng cáo sản phẩm trong 3 phút, tạo ra một poster quảng cáo sản phẩm trong 5 phút, tạo ra một bài hát giới thiệu sản phẩm trong 10 phút, tạo ra được một website trong 15 phút, tạo ra một video quảng cáo sản phẩm trong 20 phút, xây dựng được một bản kế hoạch truyền thông không khác gì một chuyên gia truyền thông và có được một trợ lý bên bạn 24/7, cái gì cũng biết. Quan trọng nhất, bạn không cần phải làm họa sĩ hay lập trình viên hay một chuyên gia truyền thông vẫn có thể làm được. Với lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, bạn có thể dùng AI như trợ lý hữu ích cho mọi việc. Với nhân viên làm content truyền thông, bạn sẽ có thêm một phòng AI với 10 người hỗ trợ bạn. Với người bán hàng online, bạn sẽ có thêm các công cụ hữu ích để kiếm khách hàng và các content nội dung bán hàng hiệu quả. Với người ảnh hưởng, bạn sẽ có thêm công cụ để xây dựng thương hiệu và tạo nội dung kết nối với cộng đồng. Với người làm sáng tạo nội dung, bạn sẽ có công cụ tạo kịch bản, tạo ảnh và video cực nhanh và đẹp. Và bất kỳ ai, nếu bạn đang nghiên cứu học hỏi kiến thức, tất cả những gì bạn cần làm là học các kiến thức cơ bản về AI để hiểu AI một cách đơn giản nhất. Học về tư duy sáng tạo để nghĩ khác và làm khác. Học cách giao tiếp với AI để biết cách ra lệnh cho các ứng dụng AI hiệu quả. Học cách sử dụng AI trên chiếc điện thoại di động để có thể sử dụng mọi nơi, mọi chỗ. Và chúng tôi sẽ dạy bạn tất cả những điều này theo cách đặc biệt. Dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, bạn không cần phải là người giỏi công nghệ hay truyền thông. Bạn có thể là học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, người cao tuổi, chỉ cần kết nối với chúng tôi. Bạn không chỉ được học mà còn được tham gia vào một câu lạc bộ hỗ trợ bạn trọn đời.